Theo kết quả bốc thăm được Liên đoàn bóng đá châu Á công bố, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng Y với các đội U23 Myanmar, Hồng Kông Trung Quốc và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa. Dự kiến giai đoạn vòng loại sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 tới đây. Sau khi biết kết quả bốc thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, mục tiêu của toàn đội là giành chiến thắng các trận đấu tại vòng loại để góp mặt ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2022. Để làm được điều đó, VFF sẽ cùng với ban huấn luyện đội tuyển bàn bạc để xây dựng kế hoạch chuẩn bị thật kỹ lưỡng và dự kiến sẽ có thêm 2 đợt tập huấn nữa trong thời gian tới. Tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 có tổng cộng 42 đội bóng được chia vào 11 bảng đấu. 11 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội có thành tích nhì xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng chung kết tại Uzbekistan vào tháng 6 năm 2022. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.